À, xin chào các bác nhá. Rồi, thực sự thì rất là cảm ơn các bác đã quan tâm đến kênh của em. Thì như hôm qua ấy, các bác đã biết rồi, thì hôm qua em có đăng bán cái sản phẩm cám của anh Nam Phở. Thì nói chung là được cái sự ủng hộ rất là tin tưởng của mọi người. Một số anh em trong tỉnh thì cũng đã lấy từ 5 gói, người lấy ít nhất thì cũng 2 gói. Một số anh em ở xa thì cũng tiện ship. Thì thực ra anh em ở xa ấy, thì một số lấy ví dụ khoảng độ rơi vào khoảng độ tận 1 cân cám thì em chuyển đơn. Ví dụ chuyển đơn của các bác xuống để cho đại lý dưới kia gửi cho các bác thì nó dễ hơn. Thì lúc đấy thì các bác đỡ mất cái tiền ship cũng như cái phí ship cao. Còn đối với những cái bác nào mà lấy trên khoảng độ từ 15 đến 20 gói thì lúc đấy thì em sẽ free ship cho các bác nha. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua em. Nói chung là một lần nữa thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Từ các bác kết bạn Zalo này, đến các bác gọi điện này, cũng như nhắn tin qua Facebook. Nói chung là em cảm thấy nó gọi là cái thành công. Thành công quá là hơn mong đợi các bác ạ. Thì đây này, như hôm nay nhá. Thời tiết này mưa bão thì đây này, cũng tầm rồi trưa rồi thì em làm cái video cho các bác luôn. Thì đối với những con chim mộc này các bác này, nhìn thấy nó rụng lên nhiều lông không? Đây này, đây em cho nó ra tắm rồi nhá các bác này. Thực ra thì các bác phải chịu khó tắm cho chim mộc, à tắm cho cái con chim mà đang thay lông ấy các bác ạ. Thì đối với những cái như này ấy, thì nó làm giúp làm mềm chân lông con chim, thì cái lượng lông của nó rụng ra ấy. Này các bác này, đấy, các bác nhìn thấy cái số lượng lông của nó ấy, cũng như gọi là tránh được giận mạt cho chim. Một số bác lưu ý, một số bác này, em nhắc nhở một số bác luôn nhé. Thực ra những cái như này ấy, thì các bác ra này, nếu mà có nắng thì các bác phơi nắng nhẹ qua đấy, thì cái lông đỡ, một là muối mọt này, hai là nó tránh ẩm mốc cho lồng này, thì dẫn đến những cái con ký sinh trùng nó bám trên an lồng đấy, nó vào cái lông của con chim thì nó không tốt. Thì một số anh em cũng hỏi là trong quá trình thay lông ấy thì làm thế nào để con chim xuống nhanh hay chậm, thì em cũng trả lời luôn, xuống nhanh hay chậm đấy là do cái yếu tố của con chim. Đối với những con chim mà nó xuống lông nhanh ấy, nhiều ấy, đều là những con chim khỏe. Nói chung là phải cực kỳ khỏe thì nó mới xuống được chút hết toàn bộ lông như thế. Những con chim yếu thì nó chỉ có gọi là giải rác, là ngày qua ngày thì rụng một hai sợi thôi. Các bác hiểu không? Đây này. Nên là các bác cứ lưu ý những cái vấn đề đấy, nếu mà chim nó khỏe thì thay lông càng nhanh. Còn đối với những con chim yếu thì nó sẽ không có gọi là thay lông khá là lâu, nó rơi vào khoảng độ 2 tháng ấy. Các bác nhá. Còn đây, một số anh em lại cũng hỏi là ví dụ như là có nên cho ví dụ như là ôi trời mưa mất rồi các bác ạ. Cắt vào đây đã. Đối với một số anh em cũng hỏi ví dụ như là con chim thay lông thì có cần cho lá liếc cây kết, vì thực chất thì em không khuyến khích đâu. Các bác cứ vệ sinh lồng sạch sẽ cho em này, lồng phơi nắng này, cái thay phân này này, các bác rút ra các bác thay sạch sẽ cho em. Ngày nào ra ngày đấy để con chim nó thay. Nói chung là con chim nó phải, ví dụ như là nơi ở của nó phải sạch sẽ thoáng mát, thì với cả mình chăm tốt thì bộ lông nó mướt, nó cũng không có bị giận mạt hay là cái gì nữa đâu. Nên là chỉ cần như thế thôi, không cần nhiều. Các bác chăm kỹ, các bác xem nhiều video quá thì các bác nó lẫn lộn ấy. Thực ra thì bình thường thôi. Tôi làm như thế nào để gọi là nó hợp lý. Còn đây, trên đây cũng là chia sẻ cũng như là cái lời cảm ơn của em gửi đến các bác. Các bác nào có nhu cầu mà lấy cái sản phẩm cám của em ấy, à cám của anh Nam ấy, thì ví dụ trong địa bàn Cao Bằng hay thì em có thể ship qua, cũng như là tư vấn cách dùng, cách chăm sóc con chim cho nó hợp lý. Rồi, chắc em kết thúc video tại đây thôi. Rất mong các bác ủng hộ cái sản phẩm của em bán, và cũng như là một lời gọi là tri ân cũng như là tư vấn gửi đến các bác. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều nha.